Quý vị đang theo dõi phần tin trong nước của bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 15 tháng 2. Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản lên Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng điều kiện visa cho du khách đến từ năm nước Tây Âu. Theo Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du khách từ năm nước Tây Âu là Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý là nguồn thu du lịch quan trọng và vẫn còn tiềm năng khai thác cao. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị tiếp tục miễn thị thực cho du khách từ năm nước này, tăng thời gian tạm trú lên 30 ngày và miễn thị thực cho những người vào Việt Nam đi du lịch sang nước khác rồi quay lại. Thời gian gia hạn miễn thị thực kéo dài qua thời hạn 30 tháng 7 năm nay và thời gian thực hiện được kiến nghị lên 5 năm, tức đến giữa năm 2022, thay vì quyết định theo từng năm như hiện tại. Trước đó, chính sách miễn thị thực 15 ngày đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút khách. Chỉ tính 6 tháng cuối năm 2016, đã có 400.000 lượt khách đến, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Chính sách này được đưa ra từ giữa năm 2015, kéo dài đến năm 2016 và vừa được gia hạn đến giữa năm 2017. Trong cuộc họp báo mới đây của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với đại diện các chợ đầu mối trên địa bàn, thì nhiều ý kiến về việc di dời các chợ buôn bán sỉ như chợ Hoa Hồ Thị Kỷ trong nội thành về các chợ đầu mối đã được đưa ra. Lý do đề xuất di dời là hoạt động của các chợ này ảnh hưởng tới giao thông và gây sức ép lên việc kinh doanh của các chợ đầu mối. Chợ Hoa Hồ Thị Kỷ với gần 100 hộ kinh doanh hoa, nhiều khả năng sẽ là chợ sỉ nằm trong khu vực nội thành phải di dời do việc buôn bán của tiểu thương chợ này gây ảnh hưởng đến giao thông. Theo giấy phép, các hộ kinh doanh này đều bày bán trong nhà thuê hoặc các sạp kinh doanh. Nhưng thực tế, gần như hộ nào cũng tận dụng một phần lề đường để trưng bày hàng hóa, gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực này. Nhưng việc vận động di dời rất khó khăn do các tiểu thương cho rằng kinh doanh tại đây thuận lợi hơn. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền quận 10 đang lên kế hoạch di dời chợ hoa này. Về chợ đầu mối Bình Điền, sau thời gian vận động di dời nhưng các hộ kinh doanh không hưởng ứng. Cùng với chợ hoa Hồ Thị Kỷ, các chợ sỉ ở trung tâm thành phố như chợ hoa Đầm Sen, khu chợ trái cây, chợ thủy hải sản ở quận 5, quận 6 cũng được tính toán phương án di dời theo chủ trương chung của thành phố. Và thưa quý vị, cũng trong cuộc họp giữa các chợ đầu mối với cơ quan ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì ban quản lý các chợ đã kiến nghị đẩy nhanh lộ trình tăng phí quản lý chợ lên gấp 4 và 5 lần. Đại diện ba chợ đầu mối nông sản thực phẩm ở huyện Hóc Môn, Thủ Đức và quận 8 đã kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến trình điều chỉnh phí quản lý chợ. Theo các chợ, mức thu phí như hiện nay không đủ bù đắp chi phí đầu tư và chi trả nhiều hạng mục như phí vệ sinh, thu gom vận chuyển rác thải, xử lý nước thải, phí bảo vệ an ninh, điện nước chiếu sáng, v.v. Mức phí này đã duy trì từ 10 năm nay, không theo kịp đà tăng của vật giá. Các chợ đầu mối kiến nghị tăng mức phí mới lên gấp 4-5 lần. Về phía giới chức thành phố, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với Sở Tài chính xây dựng các mức thu phí dịch vụ tại 3 chợ đầu mối. Mức thu đề nghị điều chỉnh tăng đối với các phí dịch vụ từ 50 đến 100%. Phía Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến danh mục phí mới sẽ được ban hành trong khoảng tháng 3 năm 2017. Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiều chính sách mới, trong đó có việc thí điểm thành lập cảnh sát du lịch cho người Việt Nam vào chơi casino tại Vân Đồn hay đưa cảng hàng không Vân Đồn thành cảng hàng không quốc tế. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 12. Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý cho tỉnh thực hiện nhiều chính sách mới. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý cho tỉnh được thí điểm thành lập cảnh sát du lịch cho người Việt Nam vào chơi casino tại Vân Đồn, đưa cảng hàng không Vân Đồn thành cảng hàng không quốc tế. Các hoạt động này nhằm phục vụ cho việc đẩy mạnh phát triển du lịch tại địa phương. Trước Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần đề xuất thành lập cảnh sát du lịch nhưng chưa được chấp thuận. Năm ngoái, Quảng Ninh đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 7% so với năm trước đó. Trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 23%. Các sản phẩm cá ngừ bị áp thuế cao khiến cho lượng cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản liên tục giảm, đẩy sản phẩm cá ngừ của Việt Nam vào nguy cơ mất lợi thế ngay trên thị trường truyền thống này. Nhật Bản hiện là một trong 8 thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang nước này đã tăng từ 12,6 triệu đô la Mỹ lên 54 triệu đô la Mỹ từ năm 2006 đến năm 2012. Tuy nhiên, từ năm 2013 trở lại đây, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản liên tục giảm và từ vị trí lớn thứ 3 đã tụt xuống vị trí thứ 6 trong top 8 thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam FASEP, nguyên nhân lượng cá ngừ xuất khẩu sang Nhật Bản sụt giảm là do sản phẩm cá ngừ của Việt Nam bị áp mức thuế cao hơn so với các nước cùng xuất khẩu trong khu vực. Trước tình hình này, FASEP vừa gửi văn bản để kiến nghị Bộ Công Thương rà soát lại mức thuế nhập khẩu cá ngừ Việt Nam vào Nhật Bản, nhằm đưa mức thuế nhập khẩu các sản phẩm cá ngừ từ Việt Nam được về 0% như Thái Lan và Philippines, để đảm bảo cá ngừ Việt Nam không bị mất lợi thế trên thị trường truyền thống Nhật Bản. Thank you.
vị, hãng hàng không Vietjet Air vừa chính thức mở bán vé cho chặng bay mới là Đà Nẵng - Seoul Hàn Quốc để khai thác chính thức từ ngày 31 tháng 5 tới đây. Đón đường bay mới thì Vietjet Air đã tung ra chương trình khuyến mại 500.000 vé siêu tiết kiệm giá từ 5.000 đồng cho các đường bay quốc tế mà hãng đang khai thác trong dịp Valentine. Đón đường bay mới Đà Nẵng - Seoul Hàn Quốc, Vietjet dành tặng 3 ngày vàng siêu khuyến mãi vào đúng dịp Valentine 14, 15 và 16 tháng 2 năm 2017 với 500.000 vé siêu tiết kiệm giá từ 5.000 đồng áp dụng trên tất cả đường bay quốc tế đến Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Thời gian bay được mở rộng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Sau các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng đi Seoul, Đà Nẵng - Seoul là đường bay thứ tư Vietjet khai thác đến thủ đô Hàn Quốc xinh đẹp, nâng tổng số đường bay đến xứ sở kim chi lên con số 5. Năm 2017, Vietjet đang có kế hoạch nghiên cứu và mở rộng đường bay tới nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Thưa quý vị, tiếp nối sau đây sẽ là phần tin thế giới. Mỹ khẩn cấp khôi phục đập vỡ tại bang California. Tỷ phú ngân hàng phố Wall Street Steven Mnuchin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính mới của Mỹ.